Cái hôm mà chọn diễn viên nam chính cho MV thì anh Tính anh có gửi thông tin của anh Thịnh qua cho em, thì em không biết tìm đâu ra mà đẹp trai vậy, nên là nhưng mà lần đầu lên fitting với lại anh Thịnh thì anh khá là lạnh lùng, nên là em cũng thời điểm đó thì em cũng còn hơi ngại, nhưng mà sau lúc mà qua MV với nhau cả ngày rồi thì mới biết là anh Thịnh rất là thân thiện, rất là dễ thương, còn cái lạnh lùng. Đâu nãy giờ anh thấy cũng lạnh lắm đó chứ. Nãy giờ tính không mà thông thường là vậy mấy cái. Thật ra thì Thịnh cũng đã có cơ hội để tham gia cũng khá là nhiều dự án. Nhưng mà khi mà nhận lời của anh Tính để tham gia MV mới của Trang ấy thì sau quá trình làm việc thì thấy Trang và tất cả mọi người rất là nhiệt tình, và quan trọng là mọi người có cái tình cảm dành cho nhau ở trong quá trình thực hiện MV, và em rất là trân trọng cái tình cảm đấy. Và cho dù là mọi người có thể xem hậu trường thì thấy rất là vất vả và quay rất muộn, nhưng mà cũng đấy cũng không phải là vấn đề ạ. À, quan trọng là tất cả mọi người đã cùng nhau cố gắng và hoàn thành sản phẩm. À, thưa quý vị. Em xin phép được chia sẻ là MV Thương Anh là do Grammy Music Việt Nam, do anh Tính là người đầu tư cho em để hoàn thiện cái sản phẩm này, nên là những cái phần này thì em xin phép được nhường lời cho anh Tính để chia sẻ. Đầu tiên em xin cảm ơn anh Từ và chị Eva. Đầu tiên đây giống như là anh hỏi cũng như là đúng như anh nói thì đây là sản phẩm đầu tiên, cũng là sản phẩm debut của Trang Duy. Chính vì thế nên cái lúc mà Trang trả lời anh em thấy cũng còn chút gì đấy nghẹn ngào với run nữa. Còn về chi phí về sản xuất MV này thì em hay nói chuyện vui với lại Hải đạo diễn, đó là lúc mà hai anh em quay ấy, thế mà chứ cha giờ mà đầu tư như vậy mà MV này giờ mà là ai hỏi giá nhiều nó làm sao đây Hải? Cái là Hải nó em câu là báo 1,5 tỷ hết cho em, cứ báo 1,5 tỷ hết, nhưng mà đừng đi báo nha, đi báo là chi, đi báo xong rồi mọi người có 1,4 tỷ 1,2 tỷ là người ta không tìm đến em đấy. Nhưng mà về chi phí cụ thể thì em xin giấu cho riêng em biết ạ, thì em không tiện tiết lộ. Em cảm ơn anh. Em xin phép được chia sẻ là MV Thương Anh là do Grammy Music Việt Nam, do anh Tính là người đầu tư cho em để hoàn thiện cái sản phẩm này, nên là những cái phần này thì em xin phép được nhường lời cho anh Tính để chia sẻ. Đầu tiên em xin cảm ơn anh Từ và chị Eva. Đầu tiên đây giống như là anh hỏi cũng như là đúng như anh nói thì đây là sản phẩm đầu tiên, cũng là sản phẩm debut của Trang Duy. Chính vì thế nên cái lúc mà Trang trả lời anh em thấy cũng còn chút gì đấy nghẹn ngào với run nữa. Còn về chi phí về sản xuất MV này thì em hay nói chuyện vui với lại Hải đạo diễn, đó là lúc mà hai anh em quay ấy, thế mà chứ cha giờ mà đầu tư như vậy mà MV này giờ mà là ai hỏi giá nhiều nó làm sao đây Hải? Cái là Hải nó em câu là báo 1,5 tỷ hết cho em, cứ báo 1,5 tỷ hết, nhưng mà đừng đi báo nha, đi báo là chi, đi báo xong rồi mọi người có 1,4 tỷ 1,2 tỷ là người ta không tìm đến em đấy. Nhưng mà về chi phí cụ thể thì em xin giấu cho riêng em biết ạ, thì em không tiện tiết lộ. Em cảm ơn anh. Thì cái sản phẩm MV này thật sự mà nói là em đã gửi cho anh Tính và anh Biray nghe cách đây khá lâu, và lúc mà em nhận được phản hồi từ anh Biray á, thật sự là em rất mừng. Em thật sự rất mừng, cảm thấy mình vô cùng may mắn khi mà với lại lúc mà anh Biray gửi lại cái verse của anh cho em nghe, là nó rất là match với lại bài, nó em cảm thấy nó highlight được cái bài hát của em lên ấy, nên là em thật sự cảm thấy rất vui mừng vì cái chuyện mình được collab với lại anh B-Ray. Và từ phía anh cũng nói là anh cảm thấy thích bài này, anh thấy hứng thú nên là anh mới viết. Thì đó là một cái sự ghi nhận đầu tiên của một cái người anh, một cái người tiền bối ở trong nghề mà gửi cho em, nên là em rất thật sự là rất hạnh phúc. Nên là nếu như có ai, mọi người khán giả hay là người ta đưa quan điểm là bài hát này có thành công nhờ cái tên tuổi hay là nhờ công sức của anh Bire không á, thì em cảm thấy chuyện một cái sự đánh giá như vậy nó hoàn hoàn toàn không có gì sai khi mà người ta nhìn vào một cái sản phẩm như vậy. Còn về phía em biết
bản thân em đã nỗ lực như thế nào vào cái sản phẩm này để mà nó được thành công, nó được hoàn thiện, nó được trọn vẹn như ngày hôm nay. Thì thật sự là bên cạnh anh B-Ray, em phải gửi lời cảm ơn chân thành đến những đơn vị, những người anh của em trong nghề, đó là anh vocal producer anh Hữu Lộc, phía record anh Lê Minh Hiếu, anh Chris Vũ, anh Trí Nguyễn và DJ Studio đã mix master cho em bài này. Thì đó, nếu mà gọi là công sức để mà đóng góp thành công cho cái bài hát á, thì em phải cảm ơn cái công sức, cái đóng góp của rất 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 nhiều người, chứ không phải là những người mà em vừa mới kể tên trên đây thôi. Thì em chỉ là ca sĩ, em là người sáng tác, em đưa cái tinh thần, cái nội dung mà em muốn truyền tải đến với khán giả, đó là cái phần của em. Còn cái sự hoàn thiện của cái bài hát đến ngày hôm nay, nó là công sức của rất nhiều người, chứ nó không 80% hay 70% của ai cả. Cho nên là em, nếu như khán giả người ta có đánh giá như thế nào thì em ghi nhận. Còn chính bản thân em biết nó hoàn thiện được nhờ vào công sức của ai, thì những cái sự cố gắng nào. Và câu hỏi thứ hai đó là em có sợ, em có áp lực khi mà bị so sánh với lại bé Amy không? Thì em có áp lực, nhưng cái áp lực nó không phải là áp lực sợ bị so sánh. Cái ngày mà em đặt bút em viết bài hát này, cái áp lực lớn nhất của em đến tận thời điểm này, đến ngay giây phút này, đó là cái âm nhạc của mình nó đến với khán giả, liệu nó có được đón nhận hay không? Khán giả khi nghe sản phẩm của mình, người ta có ghi nhận mình hay không? Người ta có đồng cảm với những gì mình viết ra, với những cái giai điệu mà mình truyền tải tới? Đó là cái áp lực lớn nhất. Em áp lực là sợ bản thân mình chưa đủ hoàn thiện. Em không biết đến ngày hôm nay em đã cố gắng trau dồi về phần chuyên môn của mình, nhưng mà em biết là em vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Em vẫn còn chưa đủ để gọi là một ca sĩ chuyên nghiệp hay là một nhạc sĩ. Thì đó mới là cái áp lực lớn nhất. Em sợ là bản thân mình nỗ lực chưa đủ nhiều, chưa đủ lớn để thuyết phục, để được ghi nhận trong mắt những khán giả và người nghe. Còn việc so sánh, em thấy em nghĩ đơn giản như thế này. Cái việc so sánh giữa hai người cùng collab với một nghệ sĩ thì nó là một cái phản xạ tự nhiên á. Em thấy không có gì là mình phải nghĩ nhiều về vấn đề đó. Tại vì đúng là anh B-Ray rất là mát tay khi mà collab với lại cái nghệ sĩ nữ. Thì em nghĩ mọi người ở đây cũng là nghệ sĩ, các anh chị em đã làm nghệ thuật, nên là mọi người cũng hiểu một cái chuyện là ca sĩ, nghệ sĩ thì mỗi người sẽ có một cái màu sắc, một cái cá tính âm nhạc riêng. Thì cái cá tính âm nhạc đó nó như thế nào thì em buộc phải cần thời gian để mình hoàn thiện, để mình làm nó rõ nét hơn, để gửi đến mọi người. Thì lúc đó em hy vọng mọi người và khán giả, những người nghe, người xem sẽ ghi nhận em với cái tên Chen Yue, cái hình ảnh riêng của em, cái màu sắc âm nhạc riêng của em, và nó sẽ đến dần dần, đến từ từ với mọi người. Còn chuyện so sánh hay không, em thấy đó là một cái phản xạ rất là tự nhiên. Và em thấy chuyện đó lại tích cực cho em, tại vì em được nhận những cái ý kiến, những cái luồng ý kiến trái chiều, tích cực có, tiêu cực có. Em sẽ lấy đó làm động lực, làm bài học. Những cái gì mà tích cực mình ghi nhận, mình nghe và cố gắng hoàn thiện, phát triển nó. Còn nếu mà tiêu cực thì em xin phép bỏ lại và tiếp tục con đường phát triển của mình để hoàn thiện hơn, ngày càng giỏi hơn, ngày càng hoàn thiện hơn, để không có phụ lòng công chúng, không có phụ lòng khán giả nghe nhạc của em. Cảm ơn Trang ạ. Debut mình ra cái sản phẩm âm nhạc từ ở cái thời điểm này nó rất là khó khăn, nó rất là áp lực. Cũng bản thân em cũng vậy. Tại vì em đã từng gặp rất rất nhiều bạn trẻ, những ca sĩ trẻ bây giờ, các bạn rất là đa năng, các bạn có thể đàn hát, các bạn sáng tác, các bạn producer. Em biết là bản thân mình chưa là gì hết. Thì đúng là em thật sự cần thời gian để vừa trau dồi, vừa khẳng định cái hình ảnh của mình đối với công chúng. Dạ. Còn về câu hỏi thứ hai của chị là cái định hướng hình ảnh và cái thế mạnh của em, thì
Thật sự định hướng hình ảnh của em mới đầu em nghĩ là mọi người ở thị trường bây giờ mọi người sẽ chia ra là ca sĩ mainstream hoặc là underground, low-key, thì mới đầu em cũng có suy nghĩ như vậy, mình sẽ định hướng mình theo hướng nào. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ em ngồi ở đây em cảm thấy cái việc hình ảnh nó xuất phát từ những cái gì thật nhất. Thật sự là em chỉ muốn đưa cho mọi người, cho khán giả được thấy những, được thấy một Trang vui ở đời thường như thế nào. Thì em lên sân khấu em cháy với cái bài hát của em, nó cũng là như vậy. Em thật sự không nghĩ nhiều về việc là mình sẽ phải định hướng mình như thế nào, mà em chỉ nghĩ đến chuyện là mình sẽ càng ngày càng tốt hơn với cái cá tính của mình, với cái màu sắc của mình. Thì em không muốn gọi tên nó ra là một cái hình ảnh nào đó cụ thể. Em chỉ có thể chia sẻ với chị đó là em là Trang Duy, và cái hình ảnh đó nó là chính con người thật của em. Em sẽ xây dựng từ những cái chân thật nhất như vậy. Thì về thế mạnh thì em cũng xin được chia sẻ là em viết nhạc và sáng tác ở thời điểm hiện tại thì hầu như tất cả là bản năng. Theo em dựa theo cảm xúc nhiều, và chuyên môn thì em có đang đi học nhưng mà em chắc chắn là chưa có đạt được trình độ cao, cho nên là em không có dám nhận về phần này. Nhưng mà nếu mà nói về thế mạnh thì em chuyên có thể viết và sáng tác hát những cái dòng nhạc R&B, hip hop, trap, lo-fi, và em đang muốn phát triển thêm một cái lĩnh vực nữa là rap melody. Về rap thì chắc chắn là em biết, em không có flow, em không có kinh nghiệm bằng những cái anh chị rapper đi trước rồi, chắc chắn rồi. Nhưng mà chắc chắn là phần này em sẽ có về luyện tập thêm, và nhất là đưa cái melody vào rap thì em thấy cái này nó rất là hay ho, và em nghĩ là em có thể phát triển thêm được cái phần này trong cái chuyên môn về âm nhạc của mình. Đôi anh đưa em qua con đường này, nhớ tôm đôi anh ôm và em hình ao vì sẽ còn nhật nhòa cuộc sẽ lao vào nhau. Vỗ đưa anh đến đây như là gió đã qua với mây trời. Em thương anh lại sẽ lao đi nhanh trong cơn bão. Thương anh như người điên như người say anh không biết. Tiếng mơ hồ mây rơi vẫn còn tí tách trong trái tim này. Nói với em rằng em đã thương anh, cho chết trong tim bao lần vì thương anh. Chẳng nhớ những bao đêm này mùa với em, làm sao nói ra về câu trái ngang rằng em nhớ anh nhiều hơn dòng tin nhắn em vừa sen đây. Thương anh, biết thương là đâu mà sao vẫn thương anh. Biết hoa dại không thể vơi được mây xanh. Để anh gì ơi làm ơn giúp em nhặt lên trái tim vừa rơi xuống chân vì đôi mắt anh này. Chị Tám cũng đã có ghi nhận thông tin là cũng thấy các sản phẩm kiểu màu nhạc như thế này rất là nhiều. Nhưng mà thực lòng ở em đã trải nghiệm thì trong cái sự màu nhạc đó thì em tìm ra được một cái riêng của bạn thì rất là cụ thể. Là chúng ta có thể thấy rằng là bạn ấy hướng tới một cái hòa thanh rất là mới bây giờ. Và có vẻ như là nếu ai mà nghe nhạc thường xuyên thì có vẻ cũng sẽ dễ thích cái bài này đấy ạ. Nhưng mà chỉ hơi tiếc một chút là vì bạn viết bản năng, cho nên là sẽ góp ý nhỏ nhỏ để cho Trang một chút, đó là nhưng mọi người đã nghe cuối bài thì nó lại không xuất phát ở cái điểm cái câu chúng là thương anh, cho đến cuối bài thì nó thực ra nó nên lặp lại với khúc cuối một lần nữa để mà mọi người nghe nhiều chữ thương anh, thì đó là lý do để mọi người nghĩ bài nhiều hơn là cái câu cuối là cái câu chuyện của chúng ta gì đấy, thì nó sẽ làm mọi người bị quên một chút một xíu từ thương anh. Và đặc biệt đó là thấy một điểm mạnh của bạn chắc là lý diễn xuất cũng rất ok, tôi thể biểu hiện ở trên MV mặc dù là gương mặt mới như vậy, mặc dù đánh giá như vậy. Còn cụ thể về âm nhạc và audio chắc em xin phép đã thể hiện qua ở nhà với tai nghe của mình thì có cụ thể hơn, tại ngồi đây nghe hơi khó. Nhưng mà ở phía một người hơn tuổi, một người anh thì em nghĩ là bạn này rất là tài năng. Và em có lẽ là phù hợp trong vai trò mà đối với anh thì bài này là chắc là thể loại là nhạc pop, chứ không hẳn là trap hay cũng không hẳn là hip hop. Đây chỉ là một bài pop có thêm kết hợp của rap mà thôi. Thì anh nghĩ là nếu như em quyết định kết hợp theo thì anh nghĩ là em nên trau dồi thêm kiến thức sáng tác, và đặc biệt là em phải cân đối được cái việc sở thích âm nhạc của em và âm nhạc thị trường hiện tại. Tại vì nếu như em cứ khẳng định bản thân và nếu nó là không phù hợp với thị trường hiện tại thì rất khó để bắt người ta theo em được.
Cho nên em, nếu như em làm được bài toán là cân bằng được cái màu nhạc của em, sở thích của em với thị trường hiện tại mọi người đang thích gì, thì anh nghĩ là em sẽ nhanh thành công hơn rất nhiều. Nhưng dù sao chúc mừng cho em sản phẩm đầu tiên rất thành công như này. Cảm ơn em.